Máy lọc không khí Daikin MCK70XX2021 mọi người này. Ok, chào mọi người nha. Thì buổi chiều hôm nay mình tiếp tục giới thiệu mọi người một chiếc máy lọc không khí Daikin MCK70X em vừa về xong mọi người nhá. Trộm vía thì đợt này MCK70X thì là đi liên tục mọi người ạ. Mình cứ về con nào là bay con đấy. Và rất là cảm ơn các bác khách hàng đã liên tục ủng hộ với những cái gì mà em đăng lên, những cái chất lượng máy của bên em. Thì các bác khách hàng các tỉnh từ đây vào trong Kiên Giang, Phú Quốc, Cần Thơ, rồi Đồng Nai, các bác ủng hộ rất là nhiều luôn, các tỉnh luôn ạ. Là vừa rồi em chuyển đi rất nhiều tỉnh đấy nhá. Thì em lại tiếp tục cập bến một chiếc máy lọc không khí Daikin MCK70X mọi người nhá. Hình thức máy thì cực kỳ tuyển luôn, vì hàng bên em là hàng toàn hàng lướt đấu giá cả thôi. Đến 2021 này, đây em đang quay hình ảnh rất là thực tế cho các bác nhé. Với cái hình ảnh như thế này thì các bác tỉnh là hoàn toàn yên tâm về chất lượng máy, về các cái hình thức máy. Đấy, đây mọi người nhé, đang quay hình ảnh thực tế này. Máy cực kỳ đẹp luôn nhé mọi người nhé, không có cái vết xước gì lớn cả. Đấy, máy là nguyên zin 100%, hàng cực kỳ tuyển và siêu tuyển luôn. Quay ở góc cạnh, các cái góc cạnh mọi người nhé. Hình ảnh em cung cấp là thực tế 100%, không có dùng app, không keo ánh sáng. Đấy, mọi thứ là thật và nguyên như các bác nhìn thấy gì nó như thế luôn. Em quay ở phía sau mọi người nhé, quay sát về thông số cho mọi người này. Đấy, MCK70XE-DES 2021 này, 75W mọi người nhé. Hàng cực kỳ tuyển và siêu tuyển luôn. Con này công suất 75W, lọc không khí kiêm bù ẩm, dùng cho phòng độ khoảng 50m2 đổ lại thì ok mọi người nhé. Công nghệ dịch khuẩn kép, trimmer và ion 25.000. Cảm các loại cảm biến máy móc em test bên ok hết rồi, đổi nguồn rồi. Thì bác nào có nhu cầu về con máy này thì liên hệ bên em nhé. Hiện tại thì vừa về một chiếc duy nhất ạ.